Tình yêu anh trao em hết lòng này. Bịt mẹ mấy quả này độc tự ấy thôi. Cập nhật thôi. Tắt được mà. Tắt chưa nào? Tắt chưa nào? Tìm. Có nên tập cập nhật Win không nhỉ? Win 12 à? 11 ấy, nó tự cập nhật này. Đúng. Anh đang ở Win 11 của đông đấy. Nó tự cập nhật đấy. Bản mới hơn đấy. Vì cái Win của anh là ghi đấy, Win bản quyền nó sẽ tự cập nhật. Bạn anh cứ hiểu sao mò được Win bản quyền ảo thật đấy. Gọi thật. Cầm tay nhau trao chiếc nến xưa. Trưởng ạ, là bây giờ cũng mừng sinh nhật sếp ngân hàng cái gì đấy, ACB và tài chính công ty cho phép thì có 5 lít thôi, rồi có 8 lít cơ, phải, bốc phét đấy, nó ăn đấy. ACB xịn đấy. Chúc mừng sinh nhật á. ACB cơ. Xịn quá nhỉ. ACB một phép đi, quay điện thoại đâu, quay một phép. Này hôm nay đi hùi lúa này. Đi gì lúa? Hùi lúa. Đi vác lúa đi. Ở đây người ta gọi là hùi. Anh hùi luôn mà 50 cân. Mệt phải cứ thở bới thôi tài. Anh vác được bao nhiêu bao? Một bao. Đi đi. Ở đây 15 người cơ mà. Mỗi người 2-3. Anh quay video thôi. Khỏe à. Mắc lên mắt đỉnh núi. Đây làm video đấy.
Không làm đi. Được rồi. Tí tắt quạt đấy anh đầu tiếng đấy chứ. Anh đang lọc cái này đó. Dung lượng đầy mẹ ai. Anh có một TV. Một TV đầy mẹ rồi đây. Một TV. Ừ. Rồi đang anh đang xóa vợ đi. Kiểu là anh quay video 8 phút nó tự cập nhật lên đấy. Xóa dần đi, xóa dần đi. Khách cũng có cơ hội sửa sai luôn, nhiều khách cũng có cơ hội sửa sai chén luôn video đó mà không có anh nó tự cập nhật lên on driver đấy hai cái quay đái đây quay nó tự cập nhật đấy em quay video hôm qua 9 phút đấy tự nhận luôn cập nhật sang cái gì đấy nó tự cập nhật xong on driver ấy lên mạng ấy quay tự cập nhật luôn bây giờ là mình phải ngồi xóa nó lưu gì nó tự cập nhật lưu cập nhật nó lưu cái file ở driver nó là lưu của đám mây trên mạng ấy giống ghi thì kiểu icloud ấy ừ đấy cài nếu chữ được em vẫn thích dùng driver sướng hơn con nhà driver dùng chat cái tuần nồng 10 đây quá ai